Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, câu chuyện bà cụ Nguyễn Thị Kim Phượng, 83 tuổi, sống ở tầng 1 căn biệt thự Pháp cổ trên phố Tô Hiến Thành, Hà Nội, ngày ngày đi nhặt rác xin cơm từ thiện, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Mới đây, bà Phượng tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ về thân thế của mình. Người phụ nữ ngoài 80 tuổi cho biết, bản thân là gái Hà Nội chính gốc, bà từng học sư phạm, có thời gian đi dạy học. Sau đó, bà Phượng công tác tại một tòa soạn báo ở Hà Nội với vị trí sửa lỗi chính tả. Làm việc một thời gian thì nghỉ nên hiện tại bà không có lương hưu. Hàng ngày bà Phượng đi nhặt ve chai đem về gom lại ở nhà rồi bán kiếm tiền, thu nhập không được bao nhiêu. Bà không nấu cơm mà đi xin cơm từ thiện, ai cho gì ăn nấy. Dù đã cao tuổi nhưng bà vẫn minh mẫn, chỉ nhớ tốt. Căn nhà rộng 35m² nằm ở tầng 1 của căn biệt thự Pháp cổ trên phố Tô Hiến Thành là do mẹ bà Phượng để lại cho bà. Hiện anh em của bà Phượng đều đã mất, bản thân bà không chồng con nên sống một mình. Nói về đoạn phóng sự gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, bà Phượng kể đã được hàng xóm cho xem và khá bất ngờ. Đêm đó bà đi nhặt ve chai và được người dân phát đồ từ thiện. Khi bà chất đồ lên xe trở về nhà thì có mấy người đi theo quay phim theo bà về tận nhà. Bà Phượng đoán người ta quay mình để đưa lên TV, sau người phụ nữ ngoài 80 tuổi không nghĩ mọi chuyện lại tiêu cực như vậy. Tuy nhiên bà không quan tâm vì bản thân không làm gì sai. Bà Phượng nói, tôi cũng chẳng phải chủ nhân của cả căn biệt thự này, cuộc sống khốn khổ. Bà Phượng nói thêm, chính quyền từng đề nghị sửa nhà để bà dọn vào ở, nhưng bà không đồng ý vì nghĩ rằng cái gì của mình làm ra vẫn ý nghĩa hơn. Vì muốn giữ đồ đạc trong nhà nên bà Phượng khóa chặt cửa lại. Thời gian này bà cũng đang dọn dẹp dần để Tết dọn vào ở. Chị Lê Giang, một trong hai hộ gia đình sống tại biệt thự nói, nhiều năm qua, sống khổ sở vì mùi rác thải từ nhà bà Phượng. Chị cho hay cụ bà đã sử dụng sân và nhà vệ sinh chung để tập kết rác thải chất đống. Những ngày mưa ẩm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà ăn, ngủ và đi vệ sinh tại chỗ khiến môi trường sống của các hộ dân bị ảnh hưởng. Chị Giang cho hay, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và kêu cứu, phường, tổ dân phố và nhân viên vệ sinh môi trường sau đó đã đến nhắc nhở, tổ chức dọn dẹp giúp bà. Cách đây 3 tuần, phường Lê Đại Hành tiếp tục dọn rác tại nhà bà Phượng nhưng bị người phụ nữ phản đối. Hàng xóm từng đề xuất tài trợ 5 triệu đồng mỗi tháng để bà dừng thu gom rác, chuyển vào nhà sống. Người hàng xóm nói, bà đồng ý và ký giấy nhận tiền, nhưng hôm sau chuyện đâu rồi lại vào đó khiến chúng tôi bất lực. Chị Giang và hộ dân còn lại trong căn biệt thự bày tỏ mong muốn bà Phượng không lấn chiếm không gian chung, dừng việc thu gom rác thải, trả lại môi trường sống trong lành cho mọi người. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành xác nhận cụ bà trong video tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, 83 tuổi. Bà Phượng là người già đơn thân, có hộ khẩu thường trú tại căn nhà trên phố Tô Hiến Thành. Theo vị lãnh đạo, bà không phải người vô gia cư mà hiện sống tại tầng 1 của căn nhà. Hoàn cảnh không khó khăn như các video lan truyền trên mạng xã hội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường nói, bà Phượng có hộ khẩu tại tầng 1 của căn nhà, hàng tháng nhận trợ cấp 400.000 đồng. Bà khỏe mạnh và hoạt bát, nhưng thích đi nhặt rác, tích trữ rác để nhà. Theo chính quyền địa phương, do chất đầy rác trong nhà, bà Phượng thường ngủ ngoài hiên. Cách 1 đến 2 tuần, phường và tổ dân phố đều vận động đến dọn dẹp, thu dọn rác giúp bà. Chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà, lát sàn, mua giường chiếu, TV, tủ quần áo để bà dọn vào ở, nhưng bà không đồng ý. Ủy ban Nhân dân phường cùng các ban ngành đoàn thể thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho bà Phượng trong những dịp lễ Tết, tháng hành động vì người nghèo, trợ cấp đột xuất, giao địa bàn dân cư, tổ dân phố số 2 quan tâm chăm lo đời sống của bà. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành cho hay, bà Phượng luôn có tên trong danh sách hỗ trợ. Hàng xóm xung quanh cũng quan tâm nấu đồ ăn mang sang, nhưng bà không ăn. Mỗi buổi trưa và tối, bà lại ra đường xin đồ từ thiện. Tháng 4 năm 2020, bà Phượng xuất hiện trong một bài đăng về việc đi giao nhận từ thiện. Trong bài viết có nêu, bà là người già đơn thân, anh chị đã mất hết, bà sống một mình ở thủ đô, hoàn cảnh cơ cực phải nhặt phế liệu mưu sinh qua ngày, chạy ăn từng bữa trong mùa dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành sau đó lên tiếng đính chính, cho biết thực tế bà Phượng là một trong những trường hợp thường xuyên được chính quyền, các tổ chức đoàn thể của phường Lê Đại Hành, tổ dân phố và hàng xóm quan tâm, hỗ trợ kinh phí cùng nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Đại diện một nhóm từ thiện ở Hà Nội cho biết, cách đây 3 năm, họ gặp gỡ và bắt đầu giúp đỡ bà Phượng khi thấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi vỉa hè các tuyến phố Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Bà Triệu vào mỗi tối. Sau một lần bị tai nạn, bà Phượng được nhóm đưa đi bệnh viện cấp cứu và hỗ trợ kinh phí chữa bệnh. Nhóm cho hay, do nhận thấy việc bị tai nạn, ngồi ở ngã tư đường với chiếc chân đau dễ xin tiền, bà đã dùng bệnh tật để kêu gọi lòng thương hại. Từ đó nhóm quyết định dừng giúp đỡ bà. Khi tìm hiểu hoàn cảnh, nhóm biết bà có hộ khẩu tại phố Tô Hiến Thành, nhưng người phụ nữ luôn nói bị chiếm nhà, bị đuổi ra đường. Vị đại diện thông tin, chúng tôi đã chứng kiến bà gõ cửa kính ô tô xin tiền, chửi và đuổi những người vô gia cư khác, thậm chí bán những món đồ được các nhóm từ thiện trao tặng. Theo dõi bản tin Chuyển động 24 giờ mới lên sóng tối 22 tháng 1, nhiều người nhận ra một vài gương mặt quen thuộc trong nhóm đối tượng người vô gia cư ngồi trên phố Hàng Đậu và dọc các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong đó có một cụ ông tóc điểm bạc đang ngồi ăn cháo ở vỉa hè. Ông ơi, con nhìn ông quen lắm, hình như năm ngoái ông lên TV rồi đúng không? Vâng, nhưng tôi bị bắt nhầm. Con tưởng những người bị bắt hôm ấy đều có nhà hết. Không có. Con thấy, con đưa cả chứng minh thư ra, ông có nhà ở Hà Nội mà. Đấy là nhà của bà bác. Lần theo phóng sự chương trình Chuyển động 24 giờ phát sóng ngày 31 tháng 12 năm 2022, dân tình phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác. Thời điểm trên, phóng viên VTV đã phối hợp với công an quận Hoàn Kiếm tiến hành xác minh làm rõ nhân thân lai lịch của nhóm vô gia cư giả. Cụ ông cùng nhóm đối tượng này đã được đưa về trụ sở công an để xác minh. Đối chiếu với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng khẳng định tất cả những trường hợp này đều có nhà cửa, gia đình tại Hà Nội. Cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ Xã hội cũng đã đến xác minh, tuy nhiên không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước. Thậm chí một số người còn có nhà ở mặt tiền những con phố lớn. Trong đống đạo cụ hay nghề vô gia cư của một người phụ nữ tên Luân, cơ quan công an tìm thấy một cuốn sổ đỏ với diện tích hơn 100m², đứng tên chính người này tại quận Nam Tử Liêm. Bà Luân nói trong phóng sự, dạo này bí quá, em ra nhờ cộng đồng mạng tạo điều kiện giúp đỡ. Nếu các bác không đồng ý, thì thôi em xin các bác, lần này cũng là lần cuối. Đại úy Nguyễn Minh Anh, công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bày tỏ quan điểm trong phóng sự phát sóng tháng 12 năm 2022. Nếu tiến hành các hoạt động từ thiện, phải xác định rõ có đúng là người vô gia cư, khó khăn thật sự hay không để tránh xảy ra tình trạng người vô gia cư giả thu lợi bất chính. Công an phường sẽ truy quét những người lang thang này để đưa về trụ sở công an và có biện pháp xử lý. Mặc dù nhóm đối tượng người vô gia cư giả đã được yêu cầu viết cam kết không tái phạm tại trụ sở công an vào thời điểm trên, thế nhưng chỉ được một thời gian, tình trạng này lại tiếp diễn. Thưa quý vị, hiện tại vụ việc trên vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Có thể thấy các mạnh thường quân hay hội nhóm thiện nguyện, tấm lòng hảo tâm cần cảnh giác tránh để lòng tốt đặt sai chỗ sẽ rất thiệt thòi cho các hoàn cảnh khó khăn thật sự. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.